trong thời gian vừa qua có rất nhiều các anh các chị về đây đăng tin để tìm vợ tìm chồng. Hôm nay tiếp tục câu chuyện tiếp theo. Mới đầu tuần cũng như là đầu tháng thì anh em hiệp sĩ Bình Dương từ sáng là tiếp nhận rất nhiều thông tin và nó vô cùng rất xúc động, rất đau lòng. Thì anh em tiếp tục ghi nhận một thông tin là một em trai hôm nay ở một nơi rất xa, hôm nay về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm một người vợ và một người con của mình. Câu chuyện này chắc chắn rất phức tạp. Hy vọng cô chú anh chị bạn xem dõi hết video này để biết rõ câu chuyện. Xin chào em trai nhé. Dạ. Em có thể em giới thiệu em họ tên đầy đủ là gì? Em họ tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Anh Tuấn. Nguyễn Hoàng Anh Tuấn à? Năm nay mình nhiêu tuổi rồi? Dạ, 43 tuổi. 42, 43 à? Dạ. Rồi. Em nguyên quán gốc ở đâu? Mở Long Hưng, Nguyên, Hòa Bình, Bình Dương. Rồi, Hòa Bình, Bình Dương. Hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tin tìm ai? Vợ với con em. Tìm vợ con ha. Dạ. Rồi, em có thể em giới thiệu là vợ em họ tên đầy đủ là gì? Dạ, Trần Thị Ngọc Hà, sinh năm 87. Trần Thị Ngọc Hà, sinh năm 1987. Dạ. Rồi tuổi Mão Mèo ha. Dạ. Con bao nhiêu tuổi? Con em 4 tuổi. Ừ. Hôm nay về đây tìm vợ và tìm con. Dạ. Em được mấy người con rồi? Dạ ba. Ba ha. Mình có đăng ký kết hôn không? Dạ có. Mình có cưới không? Dạ cưới không, cưới cái đăng ký kết hôn rồi. Còn là có theo luật pháp là có đúng không? Dạ. Ừ. Còn cưới hay không cưới thì cái này tùy khả năng từng gia đình nha. Con này không ai ép ngoài nha. Nhưng mà nói chung là dinh tranh chính mưu thuận là hai vợ chồng. Dạ. Có đăng ký kết hôn đầy đủ. Ha. Mình chung sống với vợ lâu chưa? Dạ 17, 18 năm. Rồi em cho anh biết là hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tin để tìm vợ và tìm con. Dạ. Ừ. Vợ em ấy và con em là bỏ nhà đi lâu chưa? Nhà đi từ bữa 29 tới giờ. 29 tháng 4. 29 tháng 4. Dạ. Năm 2023. Dạ. Ừ. Vợ em mà bỏ đi xuất phát từ đâu? Dạ từ nhà. Từ nhà. Từ 4 năm Long Hưng, Nguyên, Hòa Bình. Ừ, Hòa Bình, Bình Dương. Dạ. Rồi em có biết lý do tại sao vợ bỏ đi không? Dạ thì em cũng không rành nữa, không biết nữa, tại vì hai vợ chồng có cãi lộn thì chỉ cãi lộn thì sơ rồi cái em ngủ dậy thì không thấy vợ con đâu hết. Vậy là hai vợ chồng đã từng cãi lộn. Dạ. Từ hôm trước. Dạ. Xong mà ngủ lỡ đêm là sáng mai là vợ bỏ đi. Dạ. Vợ bỏ đi đúng mấy giờ? Lúc mà 13 giờ hai mấy phút là chiều hôm sau. Dạ, cái lộn hôm nay là chiều hôm sau. Dạ, cái lộn tối xong rồi sáng ngủ dậy thì tới trưa. Ừ, đó là hôm nay cái lộn hôm nay. Dạ. Qua đêm ngày mai chiều mai. Dạ. Là vợ bỏ đi. Dạ. Vợ bỏ đi bằng phương tiện gì em? Bằng xe Honda. Xe Honda. Dạ. Là xe gì? Dạ xe Vision. Vision. Dạ. À, xe đó là xe của vợ hay của em? Dạ thì của hai vợ chồng. Ừ, nhưng mà ai là người đi? Vợ đi. Vợ đi sử dụng xe rất nhiều. Dạ đúng không? Vợ và em trước đây làm công việc gì? Em thì em làm tài xế. Ừ, lái xe. Dạ. Còn dạ. Vợ làm công việc gì? Vợ ở nhà nội trợ. Vợ nội trợ ha. À, kinh tế gia đình cũng ổn không? Dạ, tạm tạm. Tạm tạm ha. Rồi, vậy là tốt rồi ha. Rồi cho anh hỏi thế này. À, vậy là hôm bữa là mình cãi lộn nhau lớn không? Lớn dạ. Chuyện không? Dạ thì cũng không lớn mấy gì anh. Ừ. Những lần trước thì có lớn nhưng còn lần này thì bình thường cũng không lớn. Ừ. Chỉ la là qua tiếng ngoài rồi thôi. Ừ. Mình có chửi bới, chửi thề, chửi tục, chửi bậy gì không? Dạ thì cũng có, đàn ông mà anh ấy không chửi thề. Ừ. Ừ, còn vợ có chửi lại không? Dạ cũng có. Ừ, nói chung là ông anh trả hai bạn em. Dạ. Đúng không? Không ai thua, không ai kém mà. Dạ. Ngang ngửa. Cho nhỏ là trước đây cái cuộc sống hôn nhân của mình là có hạnh phúc không? Dạ có anh. Ừ. Nhưng mình có thường xuyên gây lộn với vợ mà vợ có gây lộn với mình không? Có kiếm chuyện không? Thì cách nay khoảng chừng 2 năm. Ừ. Vợ chồng không có làm nhiều. À. Sao thời điểm nó cãi nhau rồi nhiều như vậy lý do tại sao? Dạ thì... Vì lý do gì? Em muốn biết lý do gì mà lúc đầu á thì... vợ ở nhà thì em đi làm. Ừ. Nói chung vợ quen lắm, chịu được lắm. Ừ. Thì sao mới nói gì cả. À. Vậy là trước đây cái cuộc sống hôn nhân của em rất hạnh phúc là vì lý do là vợ rất ngoan. Nhưng khoảng 2 năm lộn lại về đây, đúng không? Là vợ tự nhiên nói gì cái đó. Dạ. Và có thể là rất ngang bướng à. Dạ. Em có biết lý do tại sao vợ ăn diện không? Có thay đổi không? Không thì em ấy cũng bình thường, nhưng mà tại vì em nghĩ là từ lúc sinh con em á, vợ bị tình cảm. Chắc chắn như vậy không? Dạ chắc là vậy. Mình sao không đưa vợ đi khám? Thì em cũng muốn nhưng mà vợ em nó cũng em cũng không thì vợ đi đồng ý mình mới dẫn đi, còn không đồng ý mình cũng đâu dám dẫn đâu. Ừ. Nhưng mà vợ không đồng ý. Dạ. Có nghĩa là vợ chắc chắn là khả năng không không phải trầm cảm. Em nghĩ ngoài lý do mà vợ thông báo hoặc em nghi ngờ là vợ trầm cảm, ngoài lý do đó còn lý do gì khác nữa không? Thì chắc là do tại vì em thương vợ quá, em ghen á. Em muốn ghen. Hay ghen, thương vợ, yêu vợ hả? Vợ hay ghen. Dạ. Hay ghen. Vợ thì thực sự là nhìn hình bên ngoài có giống này không?
Dạ, giống anh. Giống, gọi là rất rất dễ thương, rất đẹp đẽ. Dạ. Nói như vậy cho dễ hiểu ha. Ừ. Trước đây mình đã từng đánh đập vợ bao giờ chưa? Dạ, thì mười mấy năm mà cũng có anh. Có. Dạ. Mình đánh là lý do gì? Thì cụ thể là cái nhất là mình nói như vậy nhưng mà vợ có làm nhưng mà cứ cãi bướng là không làm thì kia rồi chối qua chối lại quanh con đủ điều hết rồi mình bật bớt mới bính. Em có nghi ngờ là vợ quen người đàn ông khác không? Dạ thì cũng có mới ghen. Nhưng mà mình không có chứ không bắt được. Dạ không có chứng cứ không có gì hết thì cũng cho qua chuyện là thôi chứ bắt là rất khó. Dạ. Không dễ nha. Dạ. Bắt một người phụ nữ ở ngoài tình thì khó. Dạ. Nha. Này rất không phải đơn giản bởi vì phải mất rất nhiều thời gian và quá trình. Dạ. Có thể phải tìm hiểu ấy mới bắt được nhưng mà bắt được cũng khó không dễ. Dạ. Quan trọng là người phụ nữ đó người có chung thủy hay không mà người ta có thương mình hay không. Nếu một người phụ nữ người ta thương mình thì chắc chắn mình thăm đi nhưng người phụ nữ có thể là người ta hết yêu hết thương. Dạ. Vì rất nhiều lý do khác nhau trong cuộc sống hôn nhân thì mới xảy ra chuyện đó. Đến giờ phút này em có thương vợ không? Dạ có nha. Thương nhiều không? Hôm có vợ đi là hiện nay này đi bằng xe một xe chiếc xe Vision nhãn hiệu Honda. Không, giờ em cầm luôn rồi. Đi trong cầm luôn à? Dạ. Cầm luôn bao nhiêu tiền? Dạ cầm 7 triệu. Cầm 7 triệu. Dạ. Hiện nay trên người vợ ngoài chiếc xe để cầm lấy 7 triệu đi mà trên người vợ còn tiền và có vàng bạc trang sức gì không? Có cầm một cái điện thoại của em, cái điện thoại của vợ, cái điện thoại của con. 3 chiếc điện thoại luôn. Dạ. Điện thoại gì em? Cái của em này cái Apple ngọt của vợ thì Apple thì... máy em cũng không nhớ nữa, còn của con cũng Apple luôn, bà cái Apple. Vợ cầm nhiều điện thoại đi mà cầm cả điện thoại của em đi để làm gì? Em biết không? Em không rành luôn. Trước đây vợ có cầm điện thoại đi không? Dạ không. Còn hôm nay là tự nhiên cầm điện thoại đi. Dạ. Vợ có đem vàng bạc trang sức gì không? Nói chung là vợ chồng ở mỗi năm thì chưa em không biết vợ có đỡ dành được gì không hay là vợ em có gì không? Em không có quan tâm tại vì em chỉ đi làm về em biết tiền đưa vợ thôi. Làm gì vậy? Nói chung là em là một người đàn ông đúng không? Em kiếm được nhiều tiền có nhiều về đưa cho vợ. Còn vợ giữ hay vợ đẻ còn hay hết em không biết. Dạ. Vợ có phải chia sẻ là hết tiền hay thiếu tiền không? Dạ mày cứ làm tiền ở đâu thì hết thì cứ báo hết rồi em biết là em biết rồi. Cứ hàng tháng này em đem tiền về thôi. Yeah. À, một tháng em thu nhập nhiều không? Đủ không? Sống không? Dạ, một tháng thì cũng tầm mấy chục á. Thế thoải mái rồi. Dạ, có tháng có rồi, có tháng cũng không có. Nói chung là nó không có đều. Dạ, không đều. Có thể là 5-7-10 triệu, có thể là một vài chục triệu. Yeah. Ví dụ như vậy. Dạ, đúng rồi. Nha. Như vậy là anh nghĩ là cuộc sống chắc cũng ổn. Dạ. Không nỗi khó khăn lắm. Dạ. Hiện nay là em có nhà ở Bình Dương không? Dạ, có anh thì nhà em ở địa chỉ không? Có là mình có nhà. Dạ, nhà em gốc đó từ nào giờ? Không phải là mình ở mướn nữa. Dạ không. Còn là hiện nay đến giờ phút này là vợ em bỏ đi đến vài ngày qua rồi. Dạ. Thì gia đình vợ hoặc gia đình em hoặc các con em còn lại có biết là mẹ hoặc vợ hoặc người thân mình đi đâu không? Dạ không, em đi tới nhà chị, nhà anh, nhà rồi hỏi hết rồi, không ai biết hết rồi. Đến giờ phút này không ai biết. Dạ. Mất tích bí ẩn. Dạ đúng rồi. Em đang nghi ngờ điều gì? Em chỉ nghĩ là chắc không muốn ở với em nữa thì muốn đi vậy đó. Không có cần liên lạc với em nữa, không liên lạc gia đình. Nhưng mà con cái là con em còn nhỏ quá, đang đi học, muốn đi dạy đi học. Con em mấy tuổi rồi? 4 tuổi, đang học mẫu giáo mà. Yeah. Thực sự đến giờ phút này thương vợ là phần chủ yếu thương con ha. Nói chung là người đàn ông thì anh biết được cái tâm lý, tâm tư nguyện vọng của rất nhiều các anh trai, các em trai. À, thương vợ là một phần nhưng mà thương con thì con nhỏ, đa số là người đàn ông người ta thương nhưng ít, rất ít khi lên tiếng. Ai cũng vậy thôi, đúng không? Thương nhưng mà ít khi tổ lộ tình cảm, phải không? Ở nhà vợ chồng em nói chuyện nhau bằng anh em hay là bằng vợ chồng hay bằng mẹ tao? Dạ, có khi anh em, khi vợ chồng cũng khi mẹ tao. À. Nhưng mà có khi cãi lộn thì mới mẹ tao thôi, chứ còn bình thường thì cũng ít lắm. Đây cũng ít hả? Dạ. Em có thường xuyên là cho vợ con đi chơi không? Có. Dạ, thì cũng có, chiều thứ bảy rồi kia cũng chở vợ con đi vòng vòng. Em được 3 người con đúng không? Dạ. Em được mấy người con? 3. Con lớn nhất nhiêu tuổi rồi? Nay học lớp 12 ạ. À, 12. Trai hay gái? Gái ạ. Còn con thứ hai? Thứ hai thì 16 tuổi. Gái hay trai? Trai em. Gái 18? Dạ. Trai 16? Dạ. Và bé này 4 tuổi? Dạ. Vậy 3 chị em? Dạ. Đến giờ phút này còn 2 chị em còn lại đang sống em? Không, bé gái thì nó đi học, giờ đi ngoài, nó học ngoài. Ừ. Còn thằng kế thì đang đi với em.
Hiện nay các con của em hiện nay 16 và 18 tuổi, hai chị em có biết được mẹ đi đâu không? Dạ không ạ. Mẹ hoàn toàn là bọn em không nhắn tin về nhà. Dạ. Không báo tin luôn. Dạ không. Bây giờ em còn nghi ngờ điều gì khác cái ngoài cái nghi ngờ mà vợ không muốn ở với mình nữa không? Không, em không nghi ngờ gì. Trong cuộc sống hôn nhân ấy thì không phải gia đình nhà cũng êm đẹp, chắc chắn là sẽ có nhiều cái câu chuyện khúc mắc trong cuộc sống hôn nhân, đúng không? Nhưng đặc biệt là anh thấy em là người đàn ông dù rằng có lắm lại nhiều khi mình có sai với vợ mà mình có thể chửi vợ và uốn vợ đó là mình sai. Nhưng mà đặc biệt là em là một người đàn ông đem hết tiền bạc về nhà cho vợ, đúng không? Và để cho vợ con không phải làm lụng gì cả thì nó là cũng chấp nhận được. Đấy, nhưng mà đến giờ phút này thì vợ có thể là trong cuộc sống hôn nhân nó rất dài, cái cuộc tình có thể rất nhạt đi đâu. Vì vậy vợ có thể là đang có thể say nắng say mưa, vợ quen một người đàn ông khác. Chính vì lý do là vậy cho trong 2 năm vừa qua em chia sẻ là vợ hay cãi và có thể thay tính đổi đế, và mình nghi ngờ là vợ trầm cảm sau sinh. Nhưng điều đó có thể nhưng mà chưa chắc nha. Nói chung là có thể nhưng chưa chắc. Đấy. Chính vì lý do như vậy là các anh em đang nghi vấn là có thể là vợ em thực sự là không còn tình cảm với em, để bỏ đi như vậy, đúng không? Vợ chắc chắn là tính toán kỹ rồi. Đúng rồi, cầm xe đi, đúng không? Đem xe đi và cầm để thêm tiền đi, thì chắc chắn là vợ em sẽ có phải một chiếc xe khác, đúng không? Để sống, để đi lại, không phải là bán xe để đi bộ, cái điều đó khó thể xảy ra, đúng không? Mình hiểu một cách dễ hiểu hơn là bán xe này là cụt chân cụt tay, không có phương tiện, đúng không? Thì vợ em sống một cách này đó. Em có nghĩ điều đó không? Dạ thì bây giờ cái ở nhà, nhưng mà bây giờ đi ra khỏi nhà thì không có chỗ ở, ở đâu phải có chỗ ở mới ở được. Đó, và anh chị rồi em rồi không có tới nhà hết, nhà ngoại cũng không về luôn. Mấy ngày qua sống đâu rồi sao? Đúng. Em đang sợ điều gì? Nếu như vợ em thực sự là không phải lý do là ngoại tình, thì em sợ điều gì? Em sợ là vợ em đi theo bạn bè rồi bạn bè nó dụ dỗ rồi này kia mà. Lôi kéo hả? Dạ lôi kéo. Nhiều người chỉ là say nắng say mưa thôi nhưng mà cái mối tình không đến đâu cả, bỏ chồng bỏ con. Nhưng mà đây anh thấy ở đây trong cái câu chuyện này nó có rất nhiều điều ẩn. Thì vợ em bỏ đi là không đi một mình. Mà đi ôm thêm cả con đi. Đó. Vậy cho nên anh em đang nghi ngờ là vợ em có thể là quen người đàn ông khác, có thể chia sẻ ra. Em có điều nào em muốn chia sẻ trên video đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Bình Dương, hy vọng là vợ em xem được hoặc các cô chú anh chị ai xem được biết tin vợ em ở đâu thì liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Bình Dương. Thì em chỉ nói giờ em là sống mười mấy năm rồi, gì cũng bỏ qua được hết. Giờ đi em vợ lớn rồi, sao cũng được hết rồi, con nhỏ. Hôm nay sinh nhật của vợ em, muốn vợ em về, vợ con về để cho con đi học. Còn vợ chồng nha, muốn thì nói tiếng, rồi giờ đi, em không có cảm giác gì. Có nếu như thực sự mà vợ em bây giờ chấp nhận quay trở về để nói chuyện với chồng, nếu không muốn sống với nhau nữa thì em chấp nhận không tìm nữa. Chứ bỏ đi thế này thực sự đến giờ phút này em chưa biết nào vợ còn tình cảm với mình hay không, hay vì lý do là vợ quen người đàn ông khác mà đi thế này thực sự rất đột ngột, đúng không? Mà chưa biết được cái tính mạng sức khỏe của vợ cũng như của con em hiện nay có an toàn hay không, đúng không? Có là mình theo ý em là không sống được với nhau cũng phải nói nhau một tiếng. Bỏ đi thế này thực sự là cũng rất buồn ha. Dù rằng đau thì rất đau lắm, nhưng nếu vợ nói chuyện đàng hoàng thì mình cũng thể đỡ buồn ha. Em mong muốn điều gì nữa? Em chỉ muốn là về cho con em đi học thôi. Tại vì con em còn nhỏ, tương lai nó còn dài, mới 4 tuổi. Nếu như thực sự mà anh em hiệp sĩ Bình Dương trong một vài ngày tới tìm hoặc biết được thông tin chính thức vợ em đang sống với người đàn ông khác, mà vợ em thông báo là hết tình hết nghĩa mềm, các anh em xác minh cụ thể như vậy, em còn tìm nữa? Em cũng tìm biết, em tìm để em dẫn con về. Thì em khả năng của em bây giờ có nuôi được 3 đứa không? 3 đứa con? Dạ, từ nào giờ em chỉ nuôi 3 đứa con với vợ mà.
Thế vì lý do như vậy là không có nghĩa lý gì vợ đi mà một đứa con nữa mình không nuôi được. Dạ đúng rồi. Tại vì xưa giờ là em nuôi vợ với con, cái vợ cũng đâu có làm gì đâu. Dạ. Thực sự câu chuyện nào em chia sẻ hôm nay thì các anh em ghi nhận. Anh cũng hy vọng là em về đây báo tin nhờ anh em ở Bình Dương ở đây, anh em giúp miễn phí hoàn toàn 100% tất cả các trường hợp. Tất cả các cô, các chú, anh chị. Hy vọng là mình chia sẻ một câu chuyện thật lòng. Dạ. Anh nhắc lại, em nói chuyện này có thật không? Dạ thật. Nếu sai? Nếu sai em chịu trách nhiệm. Sai mình chịu trách nhiệm nhé. Dạ. Chính vì vậy anh em giúp em cũng như giúp mọi người. Dạ. Mà thực sự phiền toái trong thời gian vừa qua anh em Hiệp sĩ Bình Dương gặp rất nhiều. Dạ. Rắc rối. Nhá. Dạ. À, cái câu chuyện của em là tìm vợ này các anh em cũng rất thương. Thương là một người đàn ông mà biết lo toan cho vợ. À, nhưng mà không hiểu lý do đó là vợ chồng bảo những năm gần đây nhất vợ thay tính đổi nếp. Nó thực sự rất đáng tiếc. Có thể là sống lâu thì mình nhiều quá chuyện mà có thể là giận vợ, giận chồng, gây lộn nhau vì nhiều câu chuyện rất nhỏ. Có thể không bỏ qua là nhưng vợ có thể là lui ý mộng. Gọi lui giấc mộng là bỏ chồng. Đến giờ phút này vợ đã bỏ đi. Rồi cuối video này anh nhé, chúc em cùng với gia đình, đặc biệt là các con của em luôn mạnh khỏe. Hy vọng trong thời gian tới sớm nhất có thể anh em Hiệp sĩ Bình Dương sẽ đăng thông tin này lên, sẽ tìm được vợ của em và sẽ biết vợ em đang ở đâu, giúp vợ em, tư vấn cho vợ em quay trở về. Yeah. Em nhé. Yeah. À, các anh em đang đăng video này là hoàn toàn là đăng lên là được, giúp được, nhưng mà gỡ thì vô cùng phiền toái. Thế nên vì vậy là đăng lên không gỡ. Yeah. Nhá. Yeah. Ok chưa? Yeah. Các anh em cố gắng hết sức để giúp em nhé. Yeah. Dạ kính thưa cô chú anh chị quả. À, trong thời gian vừa qua anh em Hiệp sĩ Bình Dương giúp rất nhiều các trường hợp, các cặp vợ chồng hiện nay đã quay trở về với nhau. À, đặc biệt là cũng rất nên làm tiếc là một số trường hợp về đây chia tài sản tại đây, hai vợ chồng sống với nhau cũng là mười mấy năm, về 22 năm có, về đây chia tài sản với nhau ở đây thì các anh em rất nên làm tiếc, nhưng mà các anh em đây không thể ép người khác buộc tuân thủ hoặc phải nghe theo mình được. Cái vụ chuyện mà tình cảm tình duyên thì ai còn tình cảm thì người ta sẽ quay về với nhau. Thế còn là đặc biệt là hết tình cảm rồi thì câu chuyện đó cũng lên buông tha, mình không nên ép buộc người khác về làm theo ý mình. Thực sự câu chuyện là các anh em không làm được đó. Hy vọng là chỉ giúp tất cả các anh, các chị, các cô, các chú tìm được người thân của mình, còn cái hướng giải quyết là do gia đình quyết định. Cuối video này cho phép công trần xin thay mặt đội Hiệp sĩ Quân Thủy Dương xin thân ái và chào hẹn gặp lại các cô chú anh chị bạn trong video tiếp theo.